lịch sử Trung Quốc rất vui gặp lại quý vị và các bạn. Cản Long, họ Ái Tân Giác La Hoàng Lịch là vị hoàng đế thứ tư của triều Mãn Thanh, vị vua sống thọ nhất ở 88 tuổi, ở ngôi báo lâu nhất hơn 64 năm, đã được điện ảnh Trung Quốc khai thác làm nhiều bộ phim giã sử nhất. Ông là người được kế vị ngôi báo theo một cách hoàn toàn mới mẻ, chữ quân, một trong những gia pháp của triều Mãn Thanh. Đây là cách mà tên của người được chọn kế vị ngai vàng được vua cha bí mật bỏ vào cháp gấm, niêm phong kỹ, đặt lên chỗ cao nhất trong cung Cản Thanh, phía sau tấm biển chính đại quang minh. Nhân vật vua Cản Long xuất hiện nhiều trong các bộ phim truyền hình Trung Quốc. Nhưng có lẽ để tôn lên hình ảnh của vua Cản Long mà nhiều chi tiết đã được thay đổi. Hãy cùng lịch sử Trung Quốc điểm lại những công tội của vua Cản Long đời thực trong video ngay sau đây. Cản Long, tên thực là Ái Tân Giác La Hoàng Lịch, sinh vào 13 tháng 8, tức ngày 25 tháng 9 dương lịch năm Khang Hy thứ 50, 1711. Nửa đêm, sinh ra tại Như Ý Thất, Đông Thư Viện của Ung Thân Vương Phủ, Ấu Danh, Nguyên Thọ. Ông là con trai thứ tư của Thanh Thế Tông, Ung Chính Đế, khi ấy đang là Ung Thân Vương. Còn mẹ là Hiếu Thánh Hiến Hoàng Hậu Nữ Hổ Lộc Thị, khi ấy vẫn còn là cách cách của Ung Thân Vương. Khi đó, huynh trưởng Hoàng Huy đã qua đời, anh thứ Hoàng Quân cũng sớm tạ thế. Hoàng Phán không được liệt thứ tự, còn chỉ có Hoàng Thời là người anh trưởng thành nhất. Do vậy, Hoàng Lịch tuy là con trai thứ tư của Ung Thân Vương, song thực tế lại xếp thứ hai. Từ nhỏ, Hoàng Lịch có tiếng thông minh, học đâu nhớ đó. Năm Khang Hy thứ 60, 1721, Khang Hy nghe nói cháu nội Hoàng Lịch ở Ung Thân Vương Phủ rất thông minh, bèn cho mời gặp. Sau khi gặp, Khang Hy rất thích Hoàng Lịch, lệnh cho đưa vào cung học vấn. Sau đó còn cho đi theo mình đến Nhiệt Hà Sơn Trang, khi đó Hoàng Lịch mới 10 tuổi. Khi Khang Hy qua đời năm 1722, Ung Thân Vương đăng cơ, tức Ung Chính Đế. Con trưởng Hoàng Thời hành vi phóng túng, nhất không được Ung Chính yêu thích, mà Hoàng Lịch vào những năm cuối được Khang Hy sủng ái, nên vô hình chung đã khiến địa vị của Ung Chính trong cuộc tranh đoạt hoàng vị suôn sẻ hơn. Đây có lẽ là lý do Ung Chính đã ngấm ngầm chọn Hoàng Lịch làm trữ quân. Công và tội của vua Cản Long với văn hóa Trung Hoa. Từ nhỏ, Hoàng Lịch là đứa trẻ thông minh, khỏe mạnh, được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Kể từ khi vua cha chọn làm người kế vị, Hoàng Lịch càng được dạy dỗ nghiêm khắc và chu đáo bởi các vị danh thần nổi tiếng trong triều là Chu Thức, Trương Đình Ngọc, Từ Nguyên Mộng, Quách Nhị Thái, Tưởng Đình Tích, Triệu Cơ. Hoàng Lịch được học hết những sách tinh túy như Tứ Thư, Ngũ Kinh và Tống Nho, cả sách Thông Giám Cương Mục. Năm 20 tuổi, Hoàng Lịch đã tập hợp những bài thơ bài văn của mình in thành Lạc Thiện Đường Tập. Khi lên ngôi hoàng đế, Cản Long đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, mở khoa thi bác học Hồng Từ, hạ lệnh biên soạn bộ Minh Sử và bộ Tứ Khố Toàn Thư. Công lao lớn nhất của vua Cản Long về mặt văn hóa là đã tổ chức biên soạn Tứ Khố Toàn Thư, một bộ sách đồ sộ nhất trong lịch sử Trung Quốc, lấy kinh, sử, tử, tập làm cương lĩnh để sưu tầm, phân loại và tồn trữ các trước tác quan trọng của Trung Quốc, bao gồm 74.070 quyển, chia làm 3.457 loại. Đây là bộ sách tổng hợp tư tưởng và văn hóa Trung Hoa cổ đại, được bắt đầu biên soạn vào năm Càn Long thứ 13, 1773. Có 16 người được giao chịu trách nhiệm chính để biên soạn Tứ Khố Toàn Thư. Ngoài ra còn có 60 quan lại và những nhân vật tri thức tiên tiến cùng tham gia. Quận vương Vĩnh Dung, đại học sĩ Lưu Thống Huân, Vũ Mẫn. Sau 15 năm trời, bộ Tứ Khố Toàn Thư được chép xong. Đến năm 1793, công việc biên soạn mới hoàn toàn kết thúc. Tứ Khố Toàn Thư được chia làm 3 loại: sao chép, khắc in và tồn mục. Tồn mục là những sách mà vua Cản Long cho là xúc phạm đến triều đình Mãn Thanh, bất lợi cho sự thống trị của triều đình, chỉ được chữ tại tên sách trong Tứ Khố Toàn Thư. Tứ Khố Toàn Thư được chép làm 7 bản chính, mỗi bản gồm 36.275 quyển, được cất giữ tại Văn Hàm Các, Văn Nguyên Các, Văn Tố Các và Văn Lang Các. Một bản dự trữ được cất tại Hàn Lâm Viện tại Bắc Kinh. Chỉ tiếc rằng, đến nay chỉ còn bản được lưu trữ tại Văn Tân Các ở Sơn Trang Nghỉ Mát của nhà vua là còn nguyên vẹn. Tổ chức biên soạn Tứ Khố Toàn Thư, vua Cản Long nhằm mục đích chứng tỏ bản thân biết trọng thị những sách cổ của Trung Hoa và nhằm lung lạc những người có học.
Song đáng tiếc là khi biên soạn bộ sách khổng lồ này, nhà vua đã phạm một tội rất lớn về văn hóa, thiêu hủy sách, một việc làm mà Tần Thủy Hoàng đặt tiền lệ, thỉnh thoảng lặp lại ở một số triều phong kiến Trung Hoa. Những sách bị tiêu hủy khi biên soạn Tứ Khố Toàn Thư bị quy có tính chất bội nghịch và vi ngại, tức chống lại sự cai trị chuyên chế về một văn hóa của chế độ phong kiến, và những sách phạm húy, phạm những điều cấm kỵ của triều đình. Nhìn từ khía cạnh này, việc biên soạn Tứ Khố Toàn Thư lại là một cuộc tổng kiểm tra đại quy mô để thiêu hủy tất cả những sách bất lợi cho sự thống trị của nhà vua. Số sách bị nhà vua tiêu hủy lên tới 6 vạn quyển, gần tương đương với số sách đã được sao chép lại trong Tứ Khố Toàn Thư. Đó là một sự tổn thất nghiêm trọng không thể bù đắp nổi đối với nền văn hóa Trung Hoa. Nội hàm của văn hóa rất rộng, bao gồm nghệ thuật, văn chương, pháp luật, tri thức, đạo đức, phong tục tập quán, lối sống. Công lao của vua Càn Long về văn hóa nói chung là không thể phủ nhận, song xét về lối sống, thói quen, sở thích của ông cũng có nhiều điều đáng để người đời sau xem xét, suy ngẫm. Một trong những sở thích của vua Càn Long là đi tuần du, với mục đích chủ yếu là săn lùng gái đẹp. Số lần đi tuần du của Càn Long trong hơn 60 năm ông trị vì đất nước không thể nào kể hết. Một trong những nơi mà nhà vua hay lui tới là tỷ thử Sơn Trang. Sơn Trang nghỉ mát, bao gồm 8 ngôi chùa miếu lớn được kiến trúc nhằm khoe khoang võ công của ông. Chỉ riêng số ngói bằng đồng mạ vàng dùng để lợp nóc 2 ngôi chùa Tu Di Phúc Thọ và Phổ Đà Thừa Tông đã dùng hết 3 vạn lạng vàng. Sự xa hoa trong những chuyến tuần du của Càn Long đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có một lần, nhà vua tuần du xuống phía Nam, chỉ riêng thuyền to đã huy động hơn 1.000 chiếc. Suốt lộ trình, các nơi nhà vua đi qua đều xây dựng sân khấu để hát xướng. Chiếc thuyền mà nhà vua và hậu phi ngồi phải dùng đến sức kéo của rất nhiều dân phu. Riêng ngựa được huy động đến 6.000 con, lạc đà 600 con, phu dịch huy động gần 1.000 người. Trên chặng đường từ Hàng Châu đến Bắc Kinh dài 6.000 dặm, vua cho xây dựng 36 hành cung, cứ 20 dặm lại có một nhà nghỉ. Đoạn đường nhà vua đi qua đều phải trải thảm che nắng bằng lụa là. Trong khi đó, dưới thời vua Càn Long trị vì, nước sông Hoàng Hà làm vỡ đê 20 lần, nhưng không có lấy một lần nhà vua tới nơi để thị sát. Trong các lần tổ chức mừng thọ, vua Càn Long đều thể hiện mình là người xa hoa nhất. Năm vua Càn Long 60 tuổi, ông đã cho gọi các quan lại trong nước và sứ thần nước ngoài tới dự. Trên đường chỗ nào cũng treo đèn kết hoa, bên lề đường xây dựng các sân khấu biểu diễn cho các gánh hát, dùng lụa màu làm lúi giả, dùng những tấm thiếp trắng để làm sóng biển. Từ Quảng Đông mang đến mừng thọ một thủy cung đình, dùng toàn lông đuôi chim công để làm ngói. Tỉnh Chiết Giang mang đến một ngôi nhà thủy tạ làm bằng gương. Lần mừng thọ tuổi 80, vua Càn Long đã tổ chức một buổi yến tiệc cho 5.900 người tham dự. Ước tính chi phí cho hai lần mừng thọ đã tốn đến 10 triệu lạng bạc. Tửu và sắc là hai thứ mà không ít hoàng đế Trung Hoa thi nhau lập kỷ lục. Càn Long tuy trong cung có tới mấy bà hoàng hậu, lại thêm thê thiếp, hậu phi tần, quý nhân, hơn 40 người, trong đó có 12 người được tuyển khi nhà vua ở độ tuổi 50. Song nhà vua vẫn thỉnh thoảng lẻn ra ngoài từ cấm thành, đi tìm thú vui ở những nơi có ca kỹ. Sử Trung Hoa chép rằng, dưới thời Càn Long, tại kinh thành có một ca kỹ nổi tiếng tên là Hà Tam Cô, được giới quyền quý và người trong hoàng cung yêu thích và lui tới. Có một vị công tử con một thân vương tên là Cửu Môn đã tốn không biết bao nhiêu vàng bạc mà vẫn không được đón tiếp, bèn xui bố ra lệnh đuổi tất cả kỹ nữ ra khỏi kinh thành. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Hà Tam Cô vẫn trụ vững. Thế nên mới có chuyện vị quan này đích thân dẫn quân lính đến bắt Hà Tam Cô. Khi binh lính xông vào, thấy Hà Tam Cô đang nằm trong phòng đùa giỡn với khách làng chơi. Thấy động, Hà Tam Cô lớn tiếng quát hỏi đám quân và sau đó trao cho Cửu Môn một tờ giấy, khiến cho y xem xong thì khiếp vía kinh hồn. Trên tờ giấy đã viết: "Sáng mai ta sẽ có chỉ dụ cho nhà ngươi, khâm thử." Bên dưới dòng chữ có đóng bảo ấn của hoàng đế. Trong số những người đàn bà dính líu tới cuộc đời Càn Long, Hương Vi là người được nhà vua sủng ái nhất, nhưng đó lại là một mối tình đơn phương. Uy lực của một người đứng trên muôn dân, ý của vua là ý trời, vậy mà không cách nào chiếm được lòng của một người đàn bà. Ô cũng là chuyện xưa nay hiếm trong lịch sử. Chuyện kể rằng Hương Vi là vợ của Tiểu Hòa Trác Mộc, một thủ lĩnh người dân tộc Duy. Nàng đẹp tuyệt trần, da mịn thơm như được tẩm hương,
khi tên tuổi Hương Phi đến tai Càn Long, nhà vua quyết chiếm cho bằng được. Dùng đủ các chiêu thức, rốt cuộc nhà vua chỉ có thể nhốt nàng trong lồng son gác tía, nạp nàng làm phi, nhưng không động được đến thân thể nàng. Nàng luôn giấu dao trong người và thề rằng sẽ tự sát nếu nhà vua dám động đến nàng. Vì thế, Càn Long đành phải để Hương Phi ngồi yên trong phòng và lặng lẽ chiêm ngưỡng. Vì quá yêu nàng, nhà vua đã xây cho nàng một ngôi chùa Hồi giáo để nàng đọc kinh Koran, lại xây dựng cung điện theo kiểu kiến trúc của người Hồi Hột cho nàng ở. Đến nay, bức họa Hương Phi mặc đồ đi săn do danh họa Thế Ninh vẽ còn lưu giữ trong cung nhà Thanh. Nhưng tất cả những chiều chuộng ân sủng của nhà vua vẫn không thể làm thay đổi được tấm tình mà nàng đã dành cho người chồng ở nơi cố hương. Thái hậu biết chuyện, bèn khuyên Càn Long hoặc là giết nàng, hoặc là thả nàng ra. Nhà vua vì quá say đắm nên không nỡ giết, cũng không trả tự do mà giam lỏng nàng trong cung. Một lần, nhân lúc nhà vua đi làm lễ tế trời, Thái hậu bèn hỏi nguyện ước của Hương Phi. Nàng trả lời: "Nếu không còn cách nào để phục thù thì tôi chỉ muốn chết." Thái hậu bèn cho hầu cận siết cổ nàng cho đến chết. Nhà vua trở về cung, biết Hương Phi đã chết, khóc lóc trước thảm thương và ra lệnh tổ chức chôn cất nàng theo nghi lễ chôn cất một phi tần. Càn Long là ông vua sống thọ nhất. Trong lịch sử Trung Hoa, Càn Long nổi tiếng là một vị vua phong lưu đa tình với nhiều thê thiếp. Trong khi đó, tục ngữ có câu: "Rượu là thuốc độc của gan, phong lưu háo sắc là con dao sắc cắt gân, cưa xương con người." Điều này muốn nói rằng, nếu một người quá phong lưu háo sắc sẽ gây hại tới thể chất, làm giảm tuổi thọ. Thế nhưng, Càn Long đế lại sống thọ tới 88 tuổi, trở thành ông vua sống thọ nhất trong lịch sử Trung Hoa, mất vào năm Gia Khánh thứ tư 1799. Ông là một trong bốn vị đế thọ nhất của Trung Hoa, trên 80 tuổi. Ba người kia là Lương Vũ Đế Tiêu Diễn 86 tuổi, Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế 82 tuổi và Tống Cao Tông 81 tuổi. Đồng thời, ông cũng là vị hoàng đế có tuổi thọ cao nhất Trung Hoa. Vị vua sống xa hoa nhất Thanh Triều. Càn Long được biết đến là vị vua chịu chơi nhất Triều Thanh. Có thể nói rằng, xét về độ xa hoa, nếu Càn Long đứng thứ hai thì trong các vị vua thời Thanh Triều không ai dám đứng thứ nhất. Ông hay tổ chức đại tiệc trong cung, cũng thường xuyên ra ngoài từ Cấm Thành đi tìm thú vui ở những nơi có ca kỹ. Theo tài liệu ghi chép, năm Càn Long đế mừng thọ 60 tuổi, ông đã gọi quan lại trong nước và sứ thần nước ngoài tới dự. Cung đình bấy giờ được trang hoàng rực rỡ, treo đèn kết hoa, bên lề đường xây dựng các sân khấu biểu diễn để dành cho các cánh hát, dùng lụa màu làm núi giả, dùng những tấm thiết trắng để làm giả sóng biển. Còn lần mừng thọ 80 tuổi, vua Càn Long tổ chức một buổi yến tiệc cho gần 6.000 người tham dự. Ước tính chi phí cho hai lần mừng đại thọ tốn đến 10 triệu lạng bạc bấy giờ. Sự xa hoa của ông không chỉ thể hiện trong lối sống hàng ngày mà ngay cả trong những chuyến tuần du giang nam. Tuy nhiên, không giống với những vị hoàng đế khác là đi tuần du để thị sát dân tình, thì chuyến đi của Càn Long chủ yếu là để tìm hoa thơm cỏ lạ. Theo sử sách ghi lại, có một lần Càn Long đế tuần du xuống phía nam, chỉ riêng thuyền to đã huy động hơn 1.000 chiếc. Suốt lộ trình, những nơi nhà vua đi qua đều cho xây dựng sân khấu để hát sướng. Chiếc thuyền mà nhà vua và hậu phi ngồi phải dùng sức kéo của rất nhiều dân phu. Riêng ngựa được huy động đến 6.000 con, lạc đà 600 con, vua dịch huy động gần 1.000 người. Từ Hàng Châu đến Kinh Bắc, vua cho xây dựng 36 hành cung. Cứ cách một đoạn ngắn lại có một nhà nghỉ. Đoạn đường Càn Long đi qua đều phải trải thảm che nắng bằng lụa. Hoàng đế cai trị lâu nhất. Thời kỳ trị vì của vua Càn Long kéo dài hơn 60 năm, từ 18 tháng 10 năm 1735 đến 9 tháng 2 năm 1796, và là thời kỳ cực thịnh về kinh tế và quân sự của nhà Thanh. Vào thời này, lãnh thổ nhà Thanh kéo dài đến châu thổ sông Ali và Tân Cương, và lãnh thổ Trung Quốc mở rộng đến tối đa khoảng 11 triệu km vuông so với 9 triệu km vuông hiện tại. Ông bắt chước cách thức cai trị của ông nội mình là Khang Hy, người mà ông rất ngưỡng mộ. Khi còn trẻ, Càn Long đã khiến Khang Hy ngạc nhiên về rất nhiều lĩnh vực, nhất là về văn học nghệ thuật. Và Khang Hy đã cho rằng Càn Long có thể sẽ là xứng đáng trở thành hoàng đế kế vị của nhà Thanh sau Ung Chính.
Lúc lên ngôi, Càn Long có mở một số cuộc viễn chinh đã thất bại và thu nạp nhiều phụ nữ, tuần du các nơi, kết nạp lộng thần tham ô hòa thân. Năm 1796, ông nhường ngôi cho con là Ngum Diễm lên làm Thái Thượng Hoàng, giữ vững quyền triều chính. Thực chất, thời kỳ trị vì của Càn Long Hoàng đế kéo dài 60 năm, vẫn kém Khang Hy Đại đế 1 năm. Tuy nhiên, khi Càn Long thoái vị truyền ngôi cho con, không phải do qua đời hay sức khỏe quá suy yếu, mà chỉ là do ông không muốn vượt qua số năm trị vì của ông nội Khang Hy, người mà Càn Long đế vô cùng kính trọng. Sau khi truyền ngôi cho con là Gia Khánh lên làm Thái Thượng Hoàng, Càn Long vẫn quyết định mọi chuyện quốc gia đại sự, trong cung đình vẫn dùng Càn Long niên hiệu. Vì vậy, lúc bấy giờ, Triều Thanh tồn tại cùng lúc hai vị hoàng đế. Do đó, nếu nói Càn Long là vị hoàng đế cai trị lâu nhất, quả thực không sai.